đang xem video tại kênh YouTube Review đăng. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Chàng trai này bị một con xà tinh quấn thân. Một phần trên cơ thể xà tinh đều tỏa ra sức mạnh to lớn, làm cho chàng trai cảm thấy như dây tiếp theo bản thân sẽ rơi xuống địa ngục. Tất cả chuyện này bắt nguồn từ việc cậu đeo một món đồ trang sức thần kỳ. So Giang là một người mẫu nghiệp dư. Ngày hôm đó, công ty sắp xếp cho cậu một buổi chụp họa báo. Vừa bước vào phim trường, cậu đã bị không gian bên trong thu hút. Trong lòng thầm nhủ, Concept hôm nay thật đặc biệt, lát nữa cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt để có được cơ hội hợp tác lâu dài. Nhưng vào lúc nhiếp ảnh gia đưa trang phục chụp ảnh hôm nay cho So Giang, cả người cậu hóa đá luôn. Nhìn biểu cảm không tình nguyện trên gương mặt của So Giang, nhiếp ảnh gia nhắc nhở cậu chú ý quản lý biểu cảm. Nghĩ cho kỹ xem vì sao bản thân cậu nhận được cơ hội chụp ảnh lần này. Người kia đã nói tới vậy rồi, So Giang cũng không còn lý do để kén chọn nữa. So Giang chỉ đành ngoan ngoãn thay quần áo nào ngờ sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ lại nhận được sự khen ngợi của tất cả mọi người bộ đồ này rõ ràng chính là sinh ra để dành cho cậu rõ ràng so giang đã bày ra trạng thái tốt nhất của bản thân nhưng nhiếp ảnh gia vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó sau cùng anh ta đổ vấn đề lên người so giang nói cậu không biết diễn tiếp đó nhiếp ảnh gia liền hướng về phía so giang giải thích cách tìm được cảm giác vừa quyến rũ vừa xa cách bla bla mà anh ta muốn nhưng chính vào lúc nhiếp ảnh gia đang nói tới nước bọt văng tung tóe phía sau lưng anh ta xẹt qua một bóng đen so giang sợ hãi chỉ về hướng đỏ hỏi cái cái gì vừa lướt qua nhiếp ảnh gia vô cùng bình tĩnh kêu so giang đừng sợ ở đây thường xuyên có ma quỷ xuất hiện anh ta vừa dứt lời một sợi dây từ trên trời rơi trúng người của cậu đạo diễn cảm thấy món đồ này rất hợp với con xét chụp ảnh hôm nay liền kêu so giang đeo nó lên người quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều so với vừa rồi nhưng vừa mới chụp được vài bức, So Giang đã bị một ánh sáng chói lóa làm cho không mở nổi mắt. Cậu vội vàng kêu hậu cần giảm cường độ ánh sáng xuống, nhưng đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, đã chẳng còn thấy ai. Đột nhiên một người đàn ông xa lạ xuất hiện phía sau lưng. So Giang ngơ ngác hỏi, "Anh là nhân viên của đoàn phim à? Vì sao từ trước đến nay cậu chưa từng gặp anh ta?" Người đàn ông kia không nói nhiều trực tiếp đè So Giang xuống hỏi, "Phu nhân, vì sao đến tận bây giờ em mới trở về?" So Giang không hiểu anh ta đang nói cái gì. Trong lòng thầm nhủ tên dê sồm này từ đâu đến. Khi cậu chuẩn bị bỏ chạy, thì lại bị một thân rắn quấn lấy. Tiếp đó, Sa tinh liền đẩy cậu ngã xuống sàn. Chất vấn So Giang vì sao lại tỏ ra như bị dọa sợ vậy. Không phải em đã nói sẽ mang thai con của ta hay sao? Từ xưa đến nay tốc độ của rắn đều rất nhanh. Hơn nữa còn có hai cây gậy biết biến lớn biến nhỏ. Trong những thời khắc quan trọng, có thể một cái chăm sóc phía trước một cái chăm sóc phía sau chỉ có điều thời gian có chút nhanh. Chỉ vỏn vẹn 5 phút. Như vậy thực sự ổn sao? Phần trước nói tới, so giang bị một người đàn ông kỳ lạ khống chế. Trong lúc cậu muốn bỏ chạy thì bị đối phương đè xuống sàn. So giang còn muốn phản kháng thì cả người đã không còn chút sức lực nào. Năng lực nói chuyện cũng bị đối phương đoạt mất. Dưới sự chăm sóc của xà tinh, so giang cảm nhận được những cảm xúc trước nay chưa từng có. Khi cả hai cây gậy của xà tinh đều nhét vào bên trong, cậu ngỡ như cả người bị xé toạc sau khi xà tinh đem con cháu của mình gửi vào trong người so giang. Anh ta mới hài lòng rút quân. Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại và trao yêu thương cho nhau. So giang mê mang tỉnh lại trong tiếng gọi của nhiếp ảnh gia. Vừa mở mắt cậu đã trông thấy gương mặt không hài lòng của đối phương. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, so giang hốt hoảng ngồi bật dậy. Hết nhìn trái nhìn phải lại sờ mó khắp người. Sợ nhiếp ảnh gia tưởng mình bị khùng. So Giang còn cố gắng giải thích chuyện bản thân gặp một con xà tinh có hai con kiêu, cho anh ta. Nhưng hiển nhiên những lời giải thích phi lý như vậy. Ai mà tin nổi. Hơn nữa nhiếp ảnh ra mới ra ngoài 5 phút. Nên chắc hẳn toàn bộ chỉ là một giấc mơ mà thôi. So Giang vẫn còn nghi hoặc, nhưng sau cùng bị nhiếp ảnh ra thúc giục hoàn thành công việc. Quả nhiên sau khi được nếm mùi chai, trạng thái của So Giang tốt hơn rất nhiều. Công việc cũng kết thúc xuân sẻ. Sau khi tạm biệt mọi người trong đoàn, Cậu có phần nghi hoặc nhìn về phía kiến trúc cổ phía sau lưng. Đó thật là một giấc mơ kỳ lạ. Ánh trăng sáng chiếu rọi trên người so giang. Dưới mặt đất hiện ra một hình bóng mờ ảo đang bị xà tinh quấn lấy. cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha